niềm tin yêu thiết tha, bài ca khúc quân hành là sách hoa súng đạn. Trường đại học chính trị là vườn ươm những ước mơ, từ đây chúng ta được trí thức nuôi dưỡng tâm hồn. Giảng đường hôm nay tràn chứa tình thầy cô, thao trường hôm nay đang vân vương giọt mồ hôi, để ngày mai bước đi trên đường mới đang lung linh mùa xuân. Vườn ươm những ước mơ, từ đây chúng ta được tri thức nuôi dưỡng tâm hồn.